Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình cho cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2 Faction Sparta độ khó Legendary huyền thoại. Mình xin tóm tắt qua một chút là cái phần trước mình đã tử thủ thành công ở cái vùng Bắc Phi này sau những trận đánh liên tiếp của đối phương. Kế hoạch tiếp theo của mình là tiếp tục giữ vững một cái vị trí ở Bắc Phi để có thể làm bàn đạp tấn công tiếp, giải phóng khu vực Bắc Phi khỏi sự xâm lược của thằng Slikit. Kế hoạch thế nào là thế, nhưng mà để mình đảo qua xem thứ gì không. Mà nâng cấp mấy cái này lên thì phải thêm chút tiền nữa. Tình hình nhà cửa nghèo quá. Rồi, qua lượt đã. Chết rồi, bọn chúng nó xâm chiếm hết toàn bộ rồi. Tiểu Á, Trung Đông và Bắc Phi. Tốt một cái lễ hội. Và chúng ta sẽ cho cái hạm đội này nó đi cùng để nó bảo kê cái quân đoàn. Đó, khi mà cho một cái quân đoàn vào một hạm đội thì cái hạm đội này nó sẽ bảo kê, tránh trường hợp bị hải quân đối phương nó tấn công, bởi vì bộ binh mà đi xuống biển thì nó cũng không bằng với hải quân được không? Cho nó deploy cái vùng này xem nữa. Căng nhỉ. Đánh chiếm cái thành này. Mình không biết là nên đánh sang phía đông trước này, vì mình nằm ở giữa thế này. Nó căng thế. Đảo qua tình hình chính trị xem. Nói chung thì cũng không có vấn đề gì lắm. Cái thằng Sugo nó có vẻ mạnh ghê nhỉ. Chiến tranh à? Thôi. Mình mà định cùng tham chiến với nó, kéo mình to. Chết rồi. Poseidon bless our voyage. Row, damn you, row. Chạy. Để nó chờ cái quân đoàn này. Cái hạm đội này nó chở cái quân đoàn này xuống đây đã. Để ra kia đón cái quân đoàn kia này. My skills are yours. On the road again. In your service, I never tire. Commander. Rồi, nâng cấp ít.
thực lên đã. Rồi, chúng ta đang thiếu rất nhiều lương thực. Nó cũng hiện tại giờ thì nó cũng không dám tấn công vào cái căn cứ này của mình nữa rồi. Nên là chúng ta cũng không việc gì phải vội vàng. Thôi xong rồi. Tuy nhiên là xong rồi. Sound the drums. Ready for orders. Returning to land. Ready for battle. Ready for orders. Advance. We call this a garrison. Ready for orders. Ready for battle. Và cái hạm đội này sẽ chuyển sang đây để đón những quân đoàn lưu lạc ở bên này về. Tình hình rất là căng. Chà 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 chà. Thôi xong rồi. Cái thằng Gatalia cái nó xử đẹp cho đệm thằng đồng minh của mình nó. Đã phải một mình làm cái nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Chúng bỏ của chạy lấy người à? Thay là chả có quân đồn trú gì thì mình sẽ auto cho nó nhanh. Rồi. Yeah!
Ready for... Get to it, men. I don't care how tired you are. At your command. And those shields. Rồi. We hunger for battle. The overall happiness of a population is influenced by... Thành này là thành ven biển nên có một cái trại lính có lẽ là tốt hơn cả. Và... Ready for battle. We hunger for battle. It is an honor to serve. Rồi, chúng ta sẽ xem tình hình các công trình xây dựng. Ôi dồi. Từ từ đó, kiểu có khi hết lương thực. Qua lượt cái đã. Let all men fear me. Oh. Ai chà chà. The portents are clear. Ready for battle. My skills are yours. Commander. Hey, rốt lên cấp. Ôi, sao chỗ này lắm bọn gián điệp của nó thế này? You can call me Nick. Ready for orders. Ready for battle. Và tăng tiếp lên để có thêm lương thực không là hết lương thực đó. Commander. Ôi trời ơi. Fleet reporting. Thế nào mà cả phía đông cả phía tây đều có thằng Carthage bị tấn công từ hai phía rồi. Phía đông, phía tây, phía bắc đều bị. Ô, thôi chết rồi. Fleet reporting. Đón cái quân đoàn này về phòng thủ ở thành. Xây cái doanh trại quân đội ở đây cho chắc. At your command. Ready for orders. Mình phải ổn định lại cái một số cái vùng này đã, không là chết toi.
Thôi rồi. Bây giờ thì mình bị bao vây từ tất cả các hướng. Phía Tây có Tây Ban Nha. Phía Đông có Liên minh Trung Đông, đứng đầu là Seleucid. Và phía Bắc thì khả năng là các nước Sargon và Rome sẽ chuẩn bị tấn công mình. Rồi. Ô. Rồi. Hạm đội duy nhất của mình. Về đây cố thủ rồi. Căng nhà. Thằng này dám đóng quân trên đất của mình. Sự đẹp đó luôn. Về sau nếu điều kiện kinh tế khá hơn thì có lẽ mình sẽ chuyển sang sử dụng cái đội Kraton Archer để cung thủ. Nhưng mà phí nuôi quân của nó khá là đắt. Spartans! Spartan pikes! Battle group ready and awaiting orders. Ready. Spartan pikes. Fearless warriors. Melee troops awaiting orders. Battle group ready. Awaiting orders. Grouped and ready. Battle group ready and awaiting orders. Chúng ta không nhìn được chúng nó. I do not hold with men who think of wearing silks and perfume. I do not care for insolent cowards. I do not care for them. It is time to arms. Ai chả. Hey, horsemen. By your command. Riders, advance! Cái đội kỵ ném lao này rất là nguy hiểm. Stop!
general is under attack. Alista! Fire on the enemy! Battle! Ready and eager! Cavalry! The riders at the double! Infantry! Đội hình pha lăng. The enemy general is dead. Engage! We await your command. Cavalry, understood. Melee cavalry ready. Rồi. Ai. Láo này. Advance. Kill the cowards. Rồi, đám tàn quân này xử lý lốt. Tướng cấp 5 kìa. Ready for orders. Rồi, chạy về đây đã. Đứng lơ phơ ngoài thành rất là nguy hiểm. Và tạm thời thế đúng không? Rồi, chúng ta sẽ qua lượt đã. Calling is war, not weaklings gossip. Give me the class of swords. Lại đến cái thằng chết bầm này. Sentic confession. Ôi ôi. Ách chà chà. Trận này thủ được bằng niềm tin à? niềm tin thì vẫn phải thủ thôi. Ôi, trời còn mưa chứ. Chúng nó ở bên này. Chúng nó ở bên này đều có. Spartans! Battle group awaiting orders.
Grouped and ready. Không biết chính xác là nó sẽ tiến kiểu như thế, mình có thể bố trí quân ở tất cả các hướng này. Battle group ready and awaiting orders. Và grouped and awaiting orders. Battle group ready and awaiting orders. Cho nó ở đây cho nó nhanh. Và đổ bộ đi. Our reinforcements have arrived. Moving out. Missile infantry ready. Rồi. At the double. Grouped and awaiting orders. Quick march. Acha. Chúng đã tiến vào từ phía kia. Javelin men. Slingers. Orders. Advance at speed. Pull out. Commander. General is under attack. Mike's at the ready. Form for Lex. Mike's at the ready. Xem nào, chúng mày
một mình thằng tướng cân tất à? Men are wavering. Double time! Hurry on, boy, pikemen! Spartan pikes! Quick march! The speed! Double time! Your orders! Advance! The enemy general is dead. Men flee the field of battle. This is a shameful display. Ay, cha 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 cha. Spartans!
Double! Your orders? Pikemen ready for orders. Double tag! Trời ơi. Trận này, trận này mà thủ được cũng đã là kỳ tích rồi. Chúng bỏ chạy à? Tàn sát vào cho anh, để cho chúng nó khỏi tấn công mình. Giết hết cái đám này. Pikes at the ready. Ai à? À thật rồi. Và heroic victory. Ai trận này. Mình không có đủ lực lượng để có thể căng ra nhiều chiến trường như thế này. Mà nó cứ đánh mình như thế này thì sống làm sao được. Legendary không bao giờ là dễ dàng.
Chết rồi, hết mất lương thực rồi. Diệt lớp cái đám tàn quân nó đấy. Rồi. Tình hình căng nhỉ. Lương thực thì hết. Ôi trời ơi. Ơ. Tốt quá, Carthage đã tái chiếm được lãnh thổ rồi. Ôi mày cũng cố gắng trụ để cho anh nhờ, nhưng mày mà chết sớm như này thì anh tèo theo mày mất. Và nó chưa dám tấn công ở đây đâu. Chưa sợ lắm. Mà tình hình phương Bắc bây giờ là nguy hiểm rồi. Ây chà. Cái thằng khỉ này đề nghị hòa bình chắc. You have the ear of my people. Do not waste words. We are worthy of better. Crimean. Be welcome here and speak as you wish. Hay quá. You speak with wisdom. Oh, hay quá. We Greeks are a realist. We will gladly listen to your offers. But... Chà. May quá Carthage. Vẫn thủ được ở Bắc Phi. Tình hình khá là căng. Welcome, honored emissary. I accept. When two ride on the same camel, they become better friends. Or, they slip. Tình hình vẫn tạm ổn. I welcome you, worthy. Yes. Dù không muốn thì mình phải thành lập thêm một quân đoàn nữa ở đây rồi. Mà làm gì có tiền đâu nhỉ? You are wise enough not to sit idly upon the bank, but to take the fish as it swims by. Nó đề nghị đồng minh với mình à? Từ từ đã. Càng ghê.
chúng ta phải mua một ít quân nữa. Rất nhiều chariot. Nó có một đội pháo. Pháo cũng lòng lớn này. Mischief and mayhem. Cũng không dễ mà vào đây mà ăn được tới đâu. Chết thật. Rồi, các bạn bình tĩnh chờ thời nhé. Commander. Hạ độ của mình vẫn chưa về đâu. Mischief and mayhem. I am unstoppable. Cha. At your command. We hunger for battle. Cái thanh này của nó mạnh chứ nhỉ? At your command. Không dễ ăn được rồi. Trong giặc ngoài.
Cáp tay đội trưởng ghê nhỉ. À mày ngon rồi, sao ăn tiếp đi. Chạy lấy người. À. Ồ. Repression is the enforcement of your. Chúng ta kiếm được cái mỏ mua lúa mì khá là ngon. Rồi. Mình đốt chết cái quân đoàn này nó rồi. Chúng ta đã có nguồn thu rồi. Ồ, Kathagi đâu rồi, mạnh lên một chút đi, không. Warriors must sheath the sword and talk for the good of their people. À, nó đề nghị hòa bình à? Tốt rồi. Mình cũng không muốn chiến tranh nhiều lúc, cùng lúc nhiều chỗ này mà chết. Gây chiến khắp nơi thì có ngày tòi. À. Lại một thằng nữa. Thích ăn gạch à? Phải chết cái quân đoàn này của nó. Ai chà. Mấy cái thằng này đâu rồi, sao không tấn công lại chúng nó đi. Ui. Chết à. Tình hình rất căng thẳng rồi. Nền kinh tế hạn hẹp về căng chiến phát triển quá nhiều vào quân sự thế này thì chết rồi.
bọn chó chưa trả cướp bóc. Sabotage, an excellent choice. Mày cướp được nữa không? No man can stop me. No! At your command. To your duties, men. Your orders. Going aport. Ships to port. Rồi. Yes. We hunger for battle. Ready for battle. Fleet reporting. Docking. Commander. Ready for battle. Can you not see? Together, our armies could be nigh invincible. The world will tremble before our collective might. Đấy, này là đất của thằng à. Chỉ trắng quá nhỉ. Rồi. Nhiệm vụ của mình là phải chiếm được Hellas, Italia, Syria, Persia. Syria và Persian, Italia. Để làm chủ với vùng Ai Cập này để có tí tiền ạ. We hunger at once. Your next command. Ô, đi đấy. À thôi. Trận này thực ra auto cũng được. Hai cái cảnh giáo. Trận này thực ra mình thủ thoải mái. Nhưng mà chẳng cần thiết.
Ai chà. Thôi xong rồi. Katagi đã bị tèo rồi. Nó cứ không có quân đồn trú đi. Ồ. Dưới này là đất của cái thằng nào đấy? Welcome, honored emissary. Rồi. On behalf of my people. You have a determined tongue, but... Hay lắm. À, chúng ta chiếm được một cái mỏ. Mỏ sắt này, chúng ta có thể nâng cấp quân của chúng ta lên một chút rồi. I will be a patient audience for you. Carthage needs your support. What say you? Ocha. Acha, 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 acha. Làm gì mà chúng nó kéo đông quân thế nhỉ? Quyết ăn thua mình một trận à? Úi ồ. At your service, I do enjoy a little trouble. Ready for battle. Trận này mà nó đánh hội đồng là cũng đau đầu ấy. We hunger for battle. Chà. Có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình.
Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị thì bạn có thể like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn xem các cái video khác của mình thì bạn có thể ấn đăng ký kênh. Còn nếu các bạn muốn chơi cái game này mà mua bản quyền thì bạn có thể mua trên Steam. Còn nếu không bạn muốn chơi Crack thì mình đã để cái link Crack ngay bên dưới các cái video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.